Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Tiếp tục Chúa Giáo tuân đổ lời của Ngài, sự dạy dỗ của Ngài, và trang bị cho chúng con, Chúa Giáo, để chúng con sẽ là những Isaka cho đất nước Việt Nam của chúng con, cho dân tộc của chúng con. Để chúng con sẽ đứng vào trong vị trí mà Chúa Ngài ban cho, để chúng con có thể cầu nguyện và đón chào những phước hạnh của Chúa, quyền năng của Ngài từ xa. Chúng con được Chúa Ngài cho chúng con sống trước thời đại của chúng con, nhất là trong chức vụ cầu thai này, Chúa Giáo, để chúng con dọn đường, chúng con săn bằng những nơi sủng thấp, những gò nóng, để mở đường, dọn đường và cho Chúa khi Ngài đến trong vinh quang của Ngài. Chúng con thấy một dân tộc sẵn lòng để đón nhận tin lành cứu rỗi của Chúa. Đức Chúa Giêsu sẽ được tôn cao trên khắp đất nước Việt Nam của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tạ ơn Chúa, chúng con chúc tụng Ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin mời anh chị em ngồi. Cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài đang làm những công việc mà chúng ta ngợi khen Chúa thật là phước hạnh. Chúng ta nghe những lời làm chứng về cái kỳ dưỡng linh của thiếu niên ở trong cuối tuần vừa qua. Có điều phước hạnh. Các em có 3 giờ đồng hồ ở trong sự hiện diện của Chúa, mà các em mô tả nó là 3 giờ của thiên đàng. Và cảm ơn Chúa, những người trẻ, con cái của chúng ta đã bước lên ở trong sự sức dầu của Chúa, tiên tri cho các bạn của mình, cầu nguyện cho các bạn của mình. Và có những lời tri thức hết sức là chính xác, khiến cho tất cả đều kinh nghiệm Chúa ở trong ơn của Chúa. Thật là phước hạnh. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài nắm được tấm lòng của những người trẻ ở trong hội thánh con em của chúng ta. Và xin Chúa Ngài cho để các em sẽ là ảnh hưởng trên những em còn lại trong hội thánh. Để rồi chúng ta thấy sẽ có một cái sự thăm viếng vận hành lớn lao của Chúa ở giữa những người trẻ trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Thứ ba hai lần trước chúng ta có cơ hội để cầu nguyện cho chị Xuân. Chúng ta nhớ từ Mississippi. Chị đến và có nguyên nhu cầu. Thì chị nói với tôi thì chúng tôi rất là cảm động về công việc. Đó là chị đi khám sức khỏe vì có những cái đau đớn ở trong thân thể. Thì bác sĩ cho biết là chị bị ung thư thời kỳ cuối. Ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Và cảm ơn Chúa. Chị khao khát tìm kiếm. Và Chúa cho có một người em ở trong gia đình ở tại California giới thiệu cho chị. Và chị đã tìm vào để nghe những bài giảng, những buổi cầu nguyện của chúng ta. Thì chị biết rằng tối thứ ba là cái buổi mà chúng ta cầu nguyện. Và chị đến và cảm ơn Chúa khi chúng ta cầu nguyện. Hôm Chủ nhật khi làm bắp tem xong tôi xuống thì nhà tôi nói rằng con gái của chị trong nước mắt đến và cảm ơn Chúa. Là thứ sáu khi chị trở lại để tái khám thì bác sĩ họ không tìm thấy được ung thư. Và họ nói rằng họ phải có một hội đồng để hiệp lại ở trong ngày hôm qua để tất cả đều sẽ phê chuẩn điều mà họ đã không tìm thấy. Bởi vì trung tâm y khoa Medical Center mà họ đã đi đến một cái gọi là diagnose, một cái định bệnh như vậy. Mà bây giờ nó biến mất là cả một vấn đề. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài nghe lời cầu nguyện. Nếu như những điều họ đã tìm suốt ở trong ngày thứ sáu mà được xác nhận thì chúng ta thấy thật là cái phước hạnh. Để chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đáp ứng đức tin của những người khao khát. Bởi vì chị đã quyết định dời từ Mississippi sang ở Houston đây, gần hội thánh để được cầu nguyện và cùng cầu nguyện với hội thánh. Chị ước mơ là sớm tuyên xưng đức tin của mình qua bắp tem nước. Bởi vì theo như bác sĩ cho biết thì không biết lúc nào là chị còn sống ở trên đất này. Cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng ta đúng cái lúc là chúng ta vào trong tâm cán nguyện này, chúng ta có định cái ngày để làm bắp tem nước. Cho nên chúng ta có thể làm bắp tem cho chị liền hôm Chủ nhật vừa qua. Chúng ta thấy những việc khi Chúa Ngài hành động thì nó rất là nhịp nhàng, nó rất là rập rèn ở trong ơn của Chúa. Đó là chúng ta biết công việc của Chúa Ngài đang làm. Như bài hát, khi Chúa Thánh Linh Ngài tuôn đổ sự hiện diện của Ngài thì bầu không khí thuộc linh thay đổi. Chúng ta thấy sự hiện diện của Chúa ở khắp nơi, sự chữa lành phép lạ có thể xảy ra bất cứ chỗ nào ở trong ơn của Chúa. Chúng tôi trong những cú điện thoại cầu nguyện cho những người có nhu cầu về sự chữa lành, Chúa chữa lành cho họ ngay tức khắc ở trên đường dây. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Một người ở tại Hawaii
qua chị Cúc giới thiệu. Chúng tôi cầu nguyện cho chị này. Chị cũng ở trong giai đoạn cuối của ung thư. Và khi chúng tôi nói chuyện với chị thì chị nói không ra hơi. Nhiều ngày không ăn được. Ăn vô là nôn ra hết. Chị bị ung thư bao tử dạ dày cho nên rất là khó khăn. Cảm ơn Chúa. Thì chúng tôi cầu nguyện cho. Thì Chúa ngày đáp lời cầu nguyện. Chúa cho chị tối hôm đó uống sữa. Sáng hôm sau ăn được. Và khỏe hẳn ra. Đó là điều mà nhiều ngày rồi chị không thể làm được. Ngợi khen Chúa. Chị mau mau gọi cho chị Cúc là nhờ mục sư Khánh dạy cho chị cầu nguyện nữa. Và cảm ơn Chúa. Chúng tôi có cơ hội để cầu nguyện cho chị lần thứ hai. Mục xin Chúa ngày tiếp tục làm những công việc như vậy để chúng ta thấy rằng chồng của chị Cúc, anh Kiết là một cái người trong quân đội Mỹ. Anh nhắn tin và anh nói rằng mục sư Khánh đây là một điều tuyệt vời bởi vì anh biết hoàn cảnh. Mà chị này ở trong cái chỗ là nhiều ngày rồi, không ăn gì được hết. Ăn là bị nôn ra hết. Và cảm ơn Chúa là con của chị đã làm chứng lại thế nào Chúa ngày đã ban phước. Suốt buổi tối đó không còn đau nhức. Sáng hôm sau bắt đầu ăn uống trở lại, mọi việc tốt đẹp. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những việc Chúa ngày làm. Xin Chúa ngày làm lớn hơn nữa. Chúng ta thử hình dung 100 câu chuyện như vậy, rồi 1.000 câu chuyện như vậy. Mỗi ngày được đồn ra thì sẽ gieo những cái hạt giống của đức tin vào trong lòng của nhiều người. Như chị Xuân, chúng ta thấy rằng nghe những lời làm chứng của các con cái của Chúa mà chúng tôi đã làm chứng lại cho Hội Thánh ở trong những ngày qua. Khi chúng tôi nghe những tin tức tại Pensacola trở về và làm chứng, những điều mà chúng ta nghe, chúng ta thấy, thì nó thêm đức tin như người đàn bà bị bệnh mất huyết đó. Khi mà nghe nói về Đức Chúa Giêsu và chắc chắn là nghe những gì Ngài làm rồi. Cho nên bà có một cái đức tin ở trong lòng. Rằng bà chỉ cần rờ được đến áo của Chúa thì bà chắc chắn sẽ được lành cái chứng bệnh mà 12 năm bà đã chạy chữa hết tiền bạc mà bệnh của bà không có chút gì, không đỡ chút nào, không có thuyên giảm chút nào. Và bởi lời làm chứng, đức tin đã nâng cao, dâng lên cao ở trong tấm lòng của bà và bà đã nhận được phép lạ của mình. Và chúng ta biết rằng phép lạ đó là một cái phép lạ được xen vào khi Đức Giêsu trên đường đi để gọi con gái của Giêru sống lại. Chúa không có ý định để mà chữa lành cho cái bà này, nhưng mà bởi đức tin bà xen vào chính giữa, bà nhận cái phép lạ trước khi Giêru là người đã xin Chúa đến để giúp cho con gái của ông đang đau nặng. Và trên đường đi thì chúng ta biết là người nhà đã báo biết là đứa con gái 12 tuổi này nó đã chết. Thì chúng ta thấy đức tin can thiệp vào, xen vào thì phép lạ vẫn có thể xảy ra ở trong ơn của Chúa. Lời khen Chúa. Cảm ơn Chúa vì chúng ta tối hôm nay sẽ tiếp tục những cái công cụ còn lại để giúp đỡ cho chúng ta, hỗ trợ chúng ta trong thời giờ cầu thai. Chúa có thể chỉ cho chúng ta, Đức Thánh Linh chỉ chúng ta trong cái nhu cầu này. Hãy sử dụng công cụ này. Có những lúc chúng ta cần sử dụng quyền năng của huyết Đức Chúa Giêsu. Có những lúc chúng ta sử dụng cái sự hiệp ý với nhau. Có những lúc Chúa ngài thúc đẩy chúng ta là phải hiệp lại với nhau kiêng ăn cầu nguyện. Có những lúc Chúa bảo chúng ta trong trường hợp này chúng ta phải cột trói, chúng ta phải mở ơn phước của Chúa. Anh chị em, Đức Thánh Linh ngài sẽ chỉ cho chúng ta. Có những lúc chúng ta có thể được Chúa ngài hướng dẫn mà chúng ta cầu nguyện trong tiếng mới như chúng ta vừa mới làm. Vì Chúa ngài có ý định để mở mang công việc của ngài. Và có một điều quyền nhiệm gì đó mà Chúa ngài muốn làm. Cho nên Chúa ngài thúc đẩy và sức dầu trên chúng ta để chúng ta cầu nguyện. Và Đức Thánh Linh đang lấy cái tiếng thở than trong lòng của chúng ta đó để làm những công việc mà khi ngài làm xong rồi, ma quỷ vẫn chưa biết. Để nó không có lên kế hoạch để có thể phá rối hay là ngăn trở. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì sự thúc đẩy của Chúa và ngài đã khiến cho chúng ta có được cái ngồi nổ buổi tối hôm nay trong sự cầu nguyện ở trong ngôn ngữ thiêng liêng mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục ở trong buổi tối hôm nay. Huyết Chúa Giêsu là một trong những công cụ đầy quyền năng để chúng ta có thể cầu nguyện. Trước nhất chúng ta cần nhắc được huyết của Chúa giúp ích cho chúng ta điều gì. Thứ nhất là chúng ta thấy bởi huyết của Chúa chúng ta được cứu chuộc, chúng ta được sinh vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Cũng bởi huyết Chúa Giêsu chúng ta được xưng công bình. Chúng ta được xưng công bình nhờ huyết của Chúa. Bởi vì huyết đó đã trả đầy đủ tất cả những gì cần thiết. Và cái sự thánh khiết và điều kiện toàn vẹn của Đức Chúa Trời, huyết của Đức Giêsu đã làm cho hội đủ điều kiện để chúng ta có thể bây giờ được xưng công bình ở trước mặt Chúa trong ơn của Ngài. Chúng ta được mua từ quyền lực của tội lỗi và sự chết để chúng ta có thể thuộc về Đức Chúa Trời ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa.
Quý của Chúa biện minh cho chúng ta. Quý của Chúa vẫn còn lên tiếng. Như chúng ta thấy sư Bơ Rơ nói rằng, như quyết của A-bên vẫn lên tiếng, thì quyết Chúa Giê-xu lên tiếng lớn hơn để binh vực chúng ta, biện hộ chúng ta. Để chúng ta biết một cái tòa án được mở ra ở tại thiên đàng. Và Chúa Giê-xu, Ngài chính là trạng sư cho chúng ta. Kẻ kiện cáo chúng ta là Sa-tăn. Ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, quyết của Đức Chúa Giê-xu luôn luôn lên tiếng của chúng ta. Khi Sa-tăn có thể kiện cáo lỗi của tôi, lỗi của anh chị em, thì quyết của Đức Chúa Giê-xu lên tiếng rằng đúng, nó có lỗi của tôi. Nhưng mà quyết của Chúa có quyền để rửa sạch, bởi vì chúng ta đã chọn và nhận Ngài làm cứu Chúa của chúng ta. Ngài là cứu Chúa chứ không phải là đấng cứu chúng ta một lần mà thôi. Ngài là cứu Chúa của chúng ta có nghĩa là chúng ta có một đấng có thể liên tục cứu chúng ta. Quyết Đức Chúa Giê-xu vẫn linh nghiệm và bất cứ lúc nào được áp dụng đều có cùng một kết quả. Thế không phải là chúng ta, tội lỗi của chúng ta đến với Chúa Giê-xu một lần, Chúa tha thứ xong rồi hết. Không, Chúa vẫn là cứu Chúa của chúng ta suốt cuộc đời của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Quyết của Chúa biện minh cho chúng ta trước tòa án của thiên đàng. Cảm ơn Chúa để chúng ta có cơ hội sẽ học về tòa án này. Chúng ta sẽ triển khai nhiều hơn trong cái chức vụ cầu thai của chúng ta. Chúng ta đứng và chúng ta trình bày duyên cớ ở trước mặt Đức Chúa Trời như Chúa Ngài đã gọi. Và chúng ta có thể sắp đặt một cái vụ án mà chúng ta trình bày ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và khi có những cái yêu cầu, những cái đòi hỏi là chúng ta làm sao để có được cái vị trí mà chúng ta trình dâng những điều đó, thì quyết Đức Chúa Giê-xu sẽ lên tiếng cho chúng ta, biện minh cho chúng ta. Quyết Đức Chúa Giê-xu tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác, trong đó có các khuynh hướng hoặc là chiều hướng phạm tội của chúng ta. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta sanh ra, thì nhiều khi trong huyết thống của chúng ta đó, có những cái điều của các thế hệ trước nó còn động lại trong chúng ta, nó tạo nên những chiều hướng. Thí dụ ở trong một gia đình mà người cha là người nghiện rượu, thì trong gia đình đó sẽ có ít nhất là một người con ở trong gia đình đó có chiều hướng trở nên người nghiện rượu. Nó có tính cách di truyền. Cảm ơn Chúa, quyết của Đức Chúa Giê-xu rửa sạch cho chúng ta mọi điều gian ác, và cũng có quyền năng để giúp cho chúng ta thắng được tất cả những cái khuynh hướng hoặc là chiều hướng phạm tội của chúng ta. Như thời gian thứ nhất chương 1 câu 9, còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình, sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính hay là mọi điều gian ác. Cảm ơn Chúa, quyết Đức Chúa Giê-xu giúp cho chúng ta, hình phạt cho tội lỗi chúng ta mà đáng lý chúng ta phải trả đó, đã được Chúa Ngài trả xong cho chúng ta rồi. Chúng ta đã được tha tội và được tha thứ. Không phải chỉ có tội hiện tại của chúng ta, mà Chúa Ngài tha thứ tội quá khứ, hiện tại của chúng ta và sẽ tiếp tục tha thứ chúng ta ở trong tương lai. Một lần nữa anh chị em, sự khác biệt là Chúa là cứu Chúa của chúng ta. Amen điều đó không? Xưa lúc mà mới tin Chúa thì tôi nghĩ rằng mình nói là Chúa cứu mình. Rồi sau đó có những cái vấp ngã thì mình thắc mắc ông Chúa bây giờ còn cứu mình nữa không? Câu trả lời là Chúa vẫn, bởi vì Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Nên cái giây phút mà chúng ta long trọng, kể từ giờ phút này con xin mời Chúa bước vào đời sống của con làm cứu Chúa của con đó, thì chúng ta biết rằng chúng ta mời Ngài ở với chúng ta đời đời, làm cứu Chúa của chúng ta. Chứ không phải chúng ta chỉ xin Chúa Ngài đến Ngài tha giải quyết tội thuộc về quá khứ, xong rồi Chúa ngưng công việc. Chúng ta nhớ đó là một cái ý tưởng sai lầm, một cái lập luận sai lầm. Chúa làm ban đầu, sau đó chúng ta tự phải lo cho mình. Cảm ơn Chúa. Quyết Đức Chúa Giê-xu hiệu lực cho một người nào đó là khi chúng ta nhắc nhở người đó về vị trí của họ trong đấng Christ với tư cách là một tội nhân được tha thứ, và cho kẻ thù biết rằng chúng không có thẩm quyền đối với họ và vì sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu. Và đây là điều mà chúng ta có thể dặn dĩ, giúp đỡ, khích lệ. Một trong những điều mà Chúa Ngài dạy dỗ chúng ta tại đây qua một chức vụ rất là lớn về sự giải cứu, thì chúng ta không phải trường hợp nào chúng ta cũng đuổi quỷ. Ông dạy cho chúng ta, mục sư Pablo Botteri ở trong cuộc phục hưng ở Argentina. Ông nói rằng khi người ta còn tỉnh mà mình đuổi quỷ ầm ầm đó, chúng ta sẽ đem luôn những cái linh sợ hãi vào trong người đó. Rồi chúng ta lại phải đuổi cái linh đó đi, bởi vì người ta còn tỉnh táo. Thì ông nói rằng có những trường hợp chúng ta không cần phải đuổi, mà chúng ta chỉ cần công bố Đức Chúa Giê-xu kiểm soát tất cả mọi mặt, mọi lĩnh vực ở trong cuộc đời này. Như vậy là đủ rồi đó.
Bởi vì có Chúa, ngài bước vào, chúng ta trao quyền pháp lý cho Chúa. Chúa bước vào thì không có một con quỷ nào có thể ở đó. Đó là cách giải quyết và đuổi quỷ mạnh mẽ nhất. Con người đã có cái kinh nghiệm đuổi hơn 40.000 lần giải cứu những người có những cái nhu cầu trong đời sống của mình. Khi chúng ta có Chúa Giê-xu là chúng ta nhắc nhở cho nạn nhân khi họ bị trói buộc, bị áp bức. Họ, bởi quyết của Đức Giê-xu đã được tha thứ, Chúa ngài đã xưng công bình cho họ. Thì chúng ta biết rằng chúng ta có thể giúp đỡ cho họ bày tỏ cái lòng trung thành của mình với Chúa Giê-xu mà thôi. Thì lúc bây giờ chúng ta đã giải quyết được 95% những gì cần thiết để họ có thể kinh nghiệm được sự tự do. Và từ đó chúng tôi thấy cái sự giải cứu nó đến một cách rất là dễ dàng. Và bởi vì chúng ta dọn dẹp môi trường, chúng ta nhắc nhở và đem đức tin cho người ta vào ở trong sự cứu rỗi mà quyết Đức Giê-xu đã mang đến. Tội của họ đã được tha thứ, quyết Đức Giê-xu rửa sạch. Và bây giờ chỉ có yêu cầu họ công bố lòng trung thành của con kể từ giờ phút này đặt nơi Chúa Giê-xu mà thôi. Sau đó chúng ta là những người giúp đỡ, có thể công bố mọi mặt của đời sống của gia đình của người này nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của Chúa Giê-xu, vì ngài là Chúa, ngài là chủ của cuộc đời này. Chúng ta nói với cái gì không thuộc về Chúa, ngài không trồng, nhổ. Cái gì không thuộc về Chúa, ra khỏi. Tất cả đều nằm trọn vẹn dưới quyền kiểm soát của Chúa. Và sự giải cứu đến cho người ta một cách rất là dễ dàng. Cảm ơn Chúa. Cái chìa khóa thứ hai hay là cái công cụ thứ hai của ngày hôm nay, đó là hiệp ý với nhau. Có một sức mạnh rất là lớn khi chúng ta hiệp ý với nhau. Đó là sự liên kết của chúng ta. Với tư cách là những người cầu thai, chúng ta đồng ý với Đức Thánh Linh về điều mà ngài đã kêu gọi chúng ta hoàn thành qua cuộc chiến thuộc linh của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi để kiên định với lời cầu nguyện của mình bằng lời của Chúa và Thánh Linh. Như Ma-thi-ơ chương 18 câu 19 đến 20, ta là bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì, thì cha ta ở trên trời sẽ ban cho họ. Vì nơi nào có hai, ba người nhân danh ta hợp nhau lại, thì ta sẽ ở giữa họ. Cảm ơn Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta hiệp lại với nhau ở trong các buổi cầu nguyện như thế này. Có cái giá trị của việc chúng ta cá nhân cầu nguyện với Chúa. Nhưng mà có một sức mạnh rất là lớn mà Chúa ngài cho chúng ta biết ở đây khi chúng ta hiệp lại với nhau để chúng ta cầu nguyện. Chúa nói rằng nếu có hai người ở trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì. Như vậy, khi chúng ta có cùng một đức tin, chúng ta có cùng một lòng tin, chúng ta có cùng một cái lòng để chúng ta xin, cái sự hiệp một đó rất là quan trọng. Người Mỹ thì họ dùng cái chữ là touch and agree. Cho nên họ nắm tay và họ nói rằng chúng con agree, chúng con đồng ý là xin Chúa điều này. Hai đứa, hai người, hai người trong đội, chúng con hiệp ý với nhau, vợ chồng nắm tay hiệp ý với nhau. Như lời của Chúa tại đây thì không phải chúng ta chỉ có thể xin được một số những vấn đề. Nhưng mà lời của Chúa nói tại đây, hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì. Thì cha ta ở trên trời sẽ ban cho họ. Chúa sư không nói có thể, nhưng mà một cái mặc định rất là rõ ràng tại đây, sẽ ban cho họ. Rồi Chúa ngài giải thích thêm, vì nơi nào, lý do đó, vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta hợp nhau lại, thì ta ở giữa họ. Đấng cầu thai ở giữa chúng ta. Khi chúng ta có sự hiệp một với nhau, Chúa ngài ở đó. Khi chúng ta rạn nứt, Chúa không có mặt ở tại đó. Khi chúng ta hiệp một với nhau, Chúa đứng ở giữa chúng ta, và khi ngài ở giữa chúng ta thì cái chức vụ cầu thai của ngài đó sẽ bao trùm cái chức vụ cầu thai của chúng ta. Mà Chúa Giê-xu ngài xin thì Chúa Cha chắc chắn ban cho. Cảm ơn Chúa. Chúa Cha đã gọi Chúa Con ở trong Thi Thiên thứ hai, hãy xin các nước làm cơ nghiệp thì ta sẽ ban cho con. Các đầu cùng đất, từ những hải đảo xa xăm cho đến tất cả mọi nơi, xin thì sẽ được ban cho. Cho nên chức vụ của Chúa Giê-xu trong chức vụ cầu thai chúng ta thấy rất là quan trọng trong việc cầu nguyện của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta không có sự hiệp một, Chúa không có mặt ở tại đó. Chúng ta để ý lại, ta lại bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp ý lại với nhau. Cảm ơn Chúa. Đây là lý do tại sao chúng ta cần học lời của Chúa, để đã thông hết tất cả những gì còn nghi ngờ, thắc mắc ở trong chúng ta, hầu cho chúng ta có thể hiệp ý hoàn toàn. Để sức mạnh của việc chúng ta hiệp ý với nhau là rất là quan trọng. Nên chị em nhớ cái điều này. Cái sức mạnh của việc
chức vụ cầu thai của chúng ta là buổi cầu nguyện thứ ba đó, nó chỉ mạnh dựa trên cái sự hiệp một của chúng ta. Và nếu chúng ta về đây mà chúng ta không có sự hiệp một đó, thì cái buổi cầu nguyện của chúng ta vô ích. Nhưng mà nếu chúng ta hiệp một, nếu cần cái gì có hai người hiệp ý với nhau, cầu xin bất cứ điều gì cha cũng ban cho, thì anh chị em thử hình dung nhóm của chúng ta, tất cả mọi người đều hiệp một, chúng ta xin thì sẽ làm rúng động quả địa cầu này. Nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta hiểu được cái giá trị của sự hiệp ý với nhau. Nó rất là quan trọng. Cho nên nhiều lần chúng tôi thường nói với anh chị em nắm được vấn đề chưa? Để chúng ta có thể cầu thai. Bởi vì nếu có ai trong chúng ta không có nắm chắc được vấn đề, thì chúng ta là cái mắt xích yếu nhất. Anh chị em có hiểu, người ta, người Mỹ họ có một cái lối nghĩ và chúng ta nhớ cái điều này. Cái sợi dây xích, tất cả những cái mắt xích, cái sức mạnh của nó có thể là kéo một cái vật cả chục tấn lên được. Nhưng cái sợi dây xích đó, cái sức mạnh lớn nhất của nó tùy thuộc vào cái mắt yếu nhất. Bởi vì cái mắt yếu nhất đó khi nó chịu không nổi, nó đứt đó, thì cái sợi dây xích đó không còn cái giá trị nữa. Cho nên cái mắt xích mỗi một cuộc đời của chúng ta, xin Chúa ngài cho chúng ta là những con người cầu nguyện đó, xin Chúa ngài cho chúng ta là những mắt xích chắc, tốt. Chúng ta không có nghi ngờ hỏi Chúa, đừng để trong lòng, thắc mắc, hỏi Chúa. Chúa ngài sẽ chỉ cho chúng ta có một giáo sư, chúng ta có Chúa Thánh Linh là thần chân lý, ngài ở với chúng ta. Ngài sẽ dạy cho chúng ta. Nếu cái thắc mắc của chúng ta mà cái thắc mắc gọi là giả định, thì chúng ta sẽ không có câu trả lời. Nhưng mà chúng ta thật sự thắc mắc, Thánh Linh ngài sẽ chỉ cho chúng ta, ngài sẽ dạy cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Bà Tiền tối hôm nay không có đi buổi cầu nguyện của chúng ta. Bà làm chứng là một điều rất là lạ. Bà có một người bạn không có học thức, không biết đọc chữ. Mà Chúa ngài ban phước bây giờ đọc Kinh Thánh, hiểu Kinh Thánh một cách sâu nhiệm. Tại sao? Bà này nhờ cậy Chúa. Nói rằng hai chị em hồi xưa bên Việt Nam quen biết với nhau, thân với nhau lắm, rồi đứt đoạn. Cảm ơn Chúa cuối cùng gặp lại ở nhau ở tại đây. Thì Chúa cho cả hai đều ở trong Chúa. Mà cái người kia đó làm cho bà ngạc nhiên. Chị này không biết đọc chữ mà bây giờ đọc Kinh Thánh, rồi giải nghĩa những điều mình đọc. Bà ngạc nhiên vì sự hiểu biết của người này. Vì chúng ta có một giáo sư, ngài có quyền để dạy dỗ chúng ta. Amen anh chị em. Cho nên chúng ta là những người cầu thai, nhớ cái điều này. Chúng ta phải có cái gì thắc mắc, có những cái gì chúng ta chưa hiểu tới, hỏi cho ra lẽ, xong rồi chúng ta hiệp ý để tất cả những lời cầu nguyện của chúng ta đều sẽ được Chúa ngài đáp lời. Học cách cầu nguyện hiệp lòng là học cách cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều tốt nhất để hiệp một chúng ta là lời của Chúa. Chúng ta có thể có những cái ý tưởng khác nhau, chúng ta có thể có những ý kiến khác nhau, nhưng mà lời của Chúa, nếu chúng ta chịu để cho lời của Chúa kiểm soát, làm nền tảng, thì chúng ta rất là dễ để chúng ta hiệp ý với nhau. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Ngoài ra nếu chúng ta đang cầu nguyện với một người cầu thai khác, chúng ta phải đồng ý rằng mình phải hiệp ý với nhau. Còn nếu không thì chúng ta sẽ gặp trở ngại. Sự cầu thai bắt đầu từ trong lòng của Đức Chúa Trời, một ý tưởng sáng kiến của ngài. Sau đó Đức Thánh Linh đặt điều đó vào trong lòng của chúng ta, và chúng ta trình dâng cầu thai trở lại với Đức Chúa Trời. Cái chu kỳ của sự cầu thai nó được trọn vẹn. Nhớ là từ ngôi của Chúa, Chúa đổ ra, Chúa muốn làm một cái gì đó. Tôi tin rằng Chúa ngài đang muốn ban phước cho Việt Nam của chúng ta. Ngài bày tỏ cái ý đó, Đức Chúa Cha bày tỏ cái chương trình của ngài, Thánh Linh đem cái chương trình đó ngài đặt vào trong lòng của những con người cầu thai. Chúng ta đón nhận như là một cái trọng trách, chúng ta đón nhận. Và Chúa còn đón nhận cái assignment này, chúng còn đón nhận cái trọng trách này. Rồi chúng ta ấp ủ như là một cái người cầu thai. Sư Phô Giang Như Châu dùng cái danh từ này. Ông nói rằng khi chúng ta nhận một cái ý tưởng từ Thánh Linh của Chúa, một khái tượng Chúa ngài ban cho, và chúng ta bắt đầu chúng ta ấp ủ. Các chị em phụ nữ hiểu cái điều này. Khi chúng ta nhận một cái hạt giống, thì các chị em có được cái khả năng là ấp ủ nó, nuôi để cái hạt giống đó mỗi ngày một lớn lên, và 9 tháng 10 ngày sau có thể sanh ra một đứa con. Thì cái chữ ấp ủ tới đây mang hình ảnh Đức Thánh Linh ngài có thể ngài gieo trong lòng của chúng ta một điều. Công việc của chúng ta là bằng lòng để Chúa ngài sử dụng chúng ta, và chúng ta đón nhận cái
trọng trách đó. Chúng ta bắt đầu ấp ủ vấn đề đó trong sự cầu nguyện. Thì khi chúng ta làm công việc như vậy, có nhiều khi có những vấn đề mà chúng ta ấp ủ hàng năm kìa. Như chúng ta nghe về lịch sử của Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp. Thì nhiều năm trước khi Hội Truyền giáo từ Trung Quốc đi xuống Việt Nam của chúng ta, thì có một bà ở tại Mỹ này. Ngài Đức Chúa Trời đặt ở trong lòng của bà đất nước Việt Nam. Bà chưa bao giờ đến Việt Nam, bà cũng không biết mặt của người Việt Nam nhìn như thế nào nữa. Đức Chúa Trời đặt ở trong lòng của bà cầu nguyện để người Việt Nam được cứu. Và lịch sử cho chúng ta biết rằng bà đặt cái ngón tay của bà vào trong bản đồ của thế giới ngay cái chỗ nước Việt Nam chúng ta vào ngày đêm bà cầu nguyện. Đức Chúa Trời tìm thấy trong tấm lòng của một người đàn bà, người Mỹ trắng, sẵn sàng để đón nhận cái hạt giống mà Chúa Ngài gieo trong lòng của bà. Bà ấp ủ nó cho đến khi nghe tin tức là các giáo sĩ từ Trung Quốc họ đã đi xuống Việt Nam của chúng ta và chính thức năm 1911 rao giảng Tin Lành của Chúa cho Việt Nam của chúng ta. Có nhiều vấn đề Chúa Ngài đặt để trong chúng ta. Khi chúng ta hiểu cái chức vụ này, chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện. Khi Chúa Ngài gieo trong lòng của tôi điều mà tôi ôm ấp cầu nguyện. Mục sư Lê Văn Xanh, chúng tôi có cơ hội để cầu nguyện chung với nhau. Thì ông nói mục sư Khánh, tôi thấy có một sự hướng dẫn từ nơi Chúa. Chúng ta sẽ cầu nguyện một chương trình cầu nguyện gọi là Calvary, chương trình cầu nguyện của Calvary. Ngày thứ 5 và ngày thứ 3 chúng ta cầu nguyện cho 53 tỉnh, 53 sắc tộc của người Việt Nam và chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện để 53 triệu người Việt Nam được cứu. Chúng ta đã ôm cái khải tượng đó hơn 20 năm rồi. Rồi có những lúc Chúa Ngài cho thêm. Hãy công bố, mặc dù ở nước ngoài này, khi chúng ta quan sát và thấy Việt Nam của mình, người ta bắt đầu xây những sân vận động. Lúc mới bắt đầu cầu nguyện thì chỉ có sân Thống Nhất ở Sài Gòn thôi. Sau đó mình nghe có những sân khác, Phú Thọ rồi, ở ngoài Bắc sân Mỹ Đình v.v. Những cái chỗ mà có thể lên đến 40-50 ngàn người có thể vào để xem những trận bóng đá. Người ta xây dựng cho cái giải bóng đá của Đông Nam Á. Thì chúng tôi công bố rằng Chúa Ngài sẽ dùng những cái sân vận động này trong tương lai để chúng ta giảng Tin Lành của Chúa. Được không anh chị em? Anh chị em có thấy điều đó không? Thì Chúa dùng điều này để gieo vào trong lòng chúng ta. Ấp ủ đi. Rồi một ngày Chúa Ngài sẽ làm. Và thật ra Chúa Ngài đã làm. Các sân, những chỗ mà chúng ta thấy rằng truyền giảng lớn ở trong những năm trước và đầu năm nay của chiến dịch truyền giảng của Franklin Graham ở trong sân vận động đó. Và trước chúng ta công bố, chúng ta không nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Nhưng mà rồi lần đầu tiên ở tại sân Phú Thọ thì Hội Thánh Việt Nam của chúng ta đã có cơ hội để giảng Tin Lành của Chúa ở đó. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài chỉ thêm cho chúng ta, nhưng mà tất cả chúng ta nhớ điều này. Tất cả đều đến từ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Rồi Ngài gieo cái điều đó xuống qua Thánh Linh của Chúa đặt ở trong lòng của những chiến sĩ cầu nguyện, những con người cầu thai. Thì chúng ta dâng cái lời cầu nguyện lên trở lại với Chúa. Và khi Chúa Ngài nhận quyền pháp lý, Ngài sẽ hành động. Có ý tưởng khác để chúng ta nhớ tại đây là có nhiều khi chúng ta đặt câu hỏi như vậy một lời cầu nguyện đủ không? Có một mục sư ở tại Uganda, mục sư John Belinde. Trong khi ông đến nước Mỹ này thì Chúa đặt để trong ông một cái gánh nặng để cầu thai cho nước Mỹ. Và Chúa cho ông một cái dấu này. Khi nào tiếng cầu nguyện của Hội Thánh lớn hơn tiếng kêu của tội ác tại nước Mỹ này, nước Mỹ sẽ kinh nghiệm một sự bùng nổ của sự phục hưng. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời Ngài đang tìm để cái cán ân công lý của Ngài đó có thể đáp ứng lại với sự cầu nguyện của Hội Thánh của Chúa tại nước Mỹ này. Tiếng kêu của tội ác nó cứ lên. Tiếng máu hoang của những đứa trẻ mà gần 70 triệu thai nhi đã bị giết. Nó vẫn kêu lên. Hội Thánh của Chúa thì cầu nguyện lý nhí. Có những nơi nó rằng cầu nguyện chi mà cho nó nhiều vậy. Anh chị em hiểu. Đức Chúa Trời Ngài đang chờ để xem cái tha thiết của lòng ăn năn và kêu xin sự cứu giúp của Chúa ở tại nước Mỹ này nó như thế nào. Cảm ơn Chúa trải qua những thời đại, những thập niên mà chúng ta thấy Hội Thánh của Chúa ăn năn khóc lóc về cái tình trạng mình đã làm và cái quyết định của nước Mỹ này. Cho đến tháng 6 năm rồi thì tối cao pháp viện đã rút lại một cái phán quyết mà chúng ta thấy rằng đã khiến cho cái việc
phá thai không còn là hợp pháp đối với hiến chương của nước Mỹ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ ngày đó, dường như là tối cao pháp viện của Hoa Kỳ đã lên tiếng thay cho nước Mỹ này, ăn năn và xin Đức Chúa Trời ngài tha thứ vì ăn năn là make a U-turn, làm ngược lại. Cảm ơn Chúa. Có những vấn đề mà Chúa ngài đặt trong lòng của chúng ta, gieo trong lòng của chúng ta, ấp ủ nó, cầu thai. Có những lúc chúng ta sẽ cảm thấy rất là cô đơn vì có những người họ đi với chúng ta một lúc rồi xong rồi họ bỏ cuộc, bởi vì lúc mà cái khải tượng đó được gieo ra đó, họ nhận một cách sơ sài, giống như là cái tấm lòng của họ là đất mà nó có sỏi đá trong đó, chỉ có một lớp đất thịt ở bên trên thôi. Và khi có sự bắt bớ, khi có ánh nắng mặt trời dọi xuống, thì cái hạt giống đó mặc dù nó mới mọc lên nhưng mà nó sẽ chết. Chúng ta là những người, đó là lý do tại sao chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài sức giàu cái chức vụ, sự sức giàu của Isaka trong chúng ta, để chúng ta không chỉ cầu nguyện một ngày, một tháng, một năm, mà nếu cần chúng ta cầu nguyện cho đến khi nào Đức Chúa Trời ngài nói rằng khi những cái mùi hương mà các con dâng lên bởi sự cầu nguyện đó được hứng ở trong cái chậu hương ở trước ngôi của Chúa, đến một lúc nó đầy, nó tiếp, nó lật xuống, bây giờ chuyện sẽ xảy ra. Nên xin Chúa ngài cho để chúng ta thêm lời cầu nguyện vào, dâng lên Chúa một lời cầu nguyện nữa, để như sức hương thơm cứ dâng lên ở trước mặt Đức Chúa Trời, hầu cho cái bowl đó, cái chén của hương thơm của lời cầu nguyện của các thánh đồ đó, các thánh đồ Việt Nam cầu nguyện cho đất nước Việt Nam đó, có cái chén đó, đến một lúc đầy đổ xuống. Anh em, khi điều đó xảy ra thì chúng ta sẽ thấy rằng đồng loạt người ta được cứu và phước của Chúa ngày tuôn đổ. Thì tôi nói với anh chị em cái kinh nghiệm mà hôm 40 năm kỷ niệm ngày thành lập Hội Thánh Mục Sư Tom Victor, ông đã chia sẻ với chúng ta. Indonesia ở trong cái tình trạng gọi là bế tắc hoàn toàn. Anh xem thử hình dung Hội Thánh đang nhóm lại như vậy, một nhóm Hồi giáo quá khích chạy mà nó kéo ông mục sư ra trước cửa nhà thờ, nó chặt cái đầu ổng, nó lăn cái đầu ổng trở ngược lại vào trong phòng nhóm. Là có con cái của Chúa, họ đến trễ, gia đình của mục sư đến sớm, họ tới nơi thấy cả gia đình mục sư bị nó treo cổ ở trước cửa nhà thờ. Ở trong những hoàn cảnh như vậy, người ta nói rằng Hội Thánh của Chúa tại Indonesia kể như là bị giết hoàn toàn, tiêu diệt hoàn toàn. Và lòng của người ta như thế nào ở trước hoàn cảnh như vậy? Nhưng mà tạ ơn Đức Chúa Trời, những con người cầu thai đã yêu quê hương dân tộc của mình mà họ bắt đầu cầu nguyện. Và khi Chúa ngài hành động thật là lạ luôn. Tôi tiếp xúc với một chức vụ mà bực mình và khó chịu về cái việc ở trước nhà thờ của mình có một người gái mại dâm đến mời khách. Ngồi trước cửa nhà thờ mời mấy ông đi nhà thờ sử dụng cái dịch vụ của chị. Mà mục sư nói rằng: Chúa ơi, chuyện này không thể chấp nhận được, xin Chúa ngài đuổi cái người đàn bà này đi. Thì Chúa ngài nói rằng: con yêu thương người đàn bà này rồi con sẽ thấy những việc lớn lao. Như khi nãy chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài đổ tình yêu của ngài xuống cho chúng ta đó. Và xin lỗi Chúa, Chúa ơi, con đã suy nghĩ sai lầm. Mà bỏ văn phòng làm việc chạy ra ôm cái người phụ nữ đó và hỏi: tôi có thể làm gì cho chị? Nghe nhu cầu, hướng dẫn mà người này tin Chúa. Ngài trở về ở dưới những cái gầm cầu, giới thiệu những người phụ nữ khác, rồi dần dần đến những người đàn ông khác. Cuối cùng chức vụ của bà trong vòng 3 năm hơn 1 triệu người đến với Chúa. Mạnh mẽ và kết quả đến độ chính phủ của Indonesia mời bà Hena trở nên một trong những người bộ trưởng của Bộ Giáo dục và Đức dục. Một mục sư, Chúa có thể cất nhắc lên ở trong cái vị trí đó. Và kết quả ảnh hưởng của chức vụ của bà nó lớn lao vô cùng đối với những người Hồi giáo. Một mục sư khác, khi Chúa ngài hành động chuyện nó lạ lùng. Tôi đi qua bên đó, nghe cái lời làm chứng này mình thấy nó dễ thương. Ước gì nó sẽ đến cho đất nước Hoa Kỳ này. Ông mục sư ông lên ông kể. Ông chiếu những tấm hình. Nguyên cái bộ phận gọi là ban lãnh đạo của những người tín dục đồng giới ở Indonesia.
họ được mời đến ở trong một nhà thờ. Vì có một người ở trong cái giới đó đã tin Chúa và làm chứng lại. Thì các anh mang bóp như mấy chị cũng phấn son đầy đủ hết. Đi vào và quyền năng của Chúa chạm đến, tất cả được giải cứu hết. Cái hình kế tiếp, cắt tóc đàng hoàng. Tôi lớn đến độ thay đổi cái giới đó ở tại Indonesia. Nhưng mà áp lực của châu Âu và thế giới Tây Phương này là lời làm chứng nó không được đưa ra khỏi nước Indonesia. Bởi vì họ muốn giữ một cái sự mù tối mà họ gạt gẫm loài người, đó là đây là bẩm sinh, không thể nào thay đổi được. Họ không có cái cách nào khác hơn. Nguyên ban lãnh đạo, nào là chủ tịch, nào là phó chủ tịch, là tổng thư ký đó, xách bóp đi vô, trở ra bỏ bóp trở lại, ôm kinh thánh đi ra, trở nên những người nhân chứng cho Chúa. Chúa có quyền làm công việc như vậy. Có một chức vụ khác, bởi sự cầu nguyện và Chúa ngài hành động. Chúa ngài đặt ở trong lòng của mục sư, đó là hãy yêu thương những người bị bệnh mất trí, bị cần được giải cứu. Ông đi ra trên đường phố, ông tìm những người này. Có những người đó là phải tắm cho họ 10 lần mới bắt đầu có thể chải tóc cho họ được. Bởi vì cả chục năm họ chưa bao giờ tắm. Móng tay của họ đó là phải cắt bằng kềm, này, cắt chì đó, cắt riết rồi xong rồi tới cái chỗ mà mới có thể cắt bằng cái cắt móng tay được. Rồi cầu nguyện cho họ, họ được giải cứu. Họ nhớ lại mình sống ở đâu, họ trở về. Gia đình ngạc nhiên vì không biết là cái người thân của mình bị sụp tinh thần xong rồi lang thang đi qua một cái xứ khác và ở cái chỗ đó. Bây giờ trở về nhà. Và cái người đó đứng lên làm chứng, tôi đây, tôi là người, bây giờ tôi là chủ tịch của một cái công ty sản chế ra những cái đôi giày, đôi dép. Rằng qua cái ơn đó, ông đi và họ đã tìm hết tất cả những người vô gia cư, những người cần được giải cứu ở trên thành phố của họ. Họ có một cái hội thánh cho những người đã từng là những người không có nhà cửa. Chúng ta làm đồng loạt anh chị em, nhiều việc nó xảy ra. Và tôi tin điều đó cho Việt Nam của chúng ta. Dưới rằng cái chén của sự cầu nguyện mà chúng ta cứ tiếp tục dâng lên trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi nhận cái cải tượng này trước, cho nên đã đi trước anh chị em hơn 20 năm. Một số các anh chị em hãy tiếp tục nhận cái cải tượng này và xin Chúa cho để chúng ta cứ dâng lên cho đến ngày cái chén này nó sẽ đầy và nó sẽ đổ xuống. Như Khải Quyền đã bày tỏ ra cho chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy dân tộc của chúng ta nhiều người sẽ được cứu. Có lần tôi hỏi Chúa, cho làm sao có thể xảy ra được, bởi vì phải tốn gần 100 năm thì chúng con chỉ có trên dưới 1 triệu cơ đốc nhân Việt Nam. Cho rằng khi sự hiện diện của ta đổ xuống, tôi đọc lịch sử của Phấn Hưng, tôi biết cái điều đó. Khi sự phục hưng xảy ra trong cơn đại Phấn Hưng ở tại Mỹ này, thì người ta nói rằng từ bờ biển của bên Tây sang từ bờ biển của bên Đông, from sea to sea, quyền năng của Chúa, sự hiện diện của Ngài chỗ nào đổ xuống, người ta đi đang nghênh ngang, đi lọt vào trong cái vùng của sự hiện diện của Chúa là sự cáo trách về tội lỗi. Họ quỳ xuống, họ khóc, họ la lên, làm sao để giải quyết cái nan đề này trong tấm lòng của tôi. Khi sứ giả phục hưng ông John Finney, ông ngồi trên xe ngựa đi ngang một cái thành phố, thì những người trong ba rượu tự nhiên họ ngồi đó, họ thét lên, họ la lên, họ chạy ra quỳ gối dọc hai bên đường vì sự hiện diện của Chúa ở trong chức vụ đầy tớ của Chúa. Và người ta kéo đùng đùng vào ở trong hội thánh để được cứu. Và có những trường hợp chúng ta thấy rằng những thành phố như Seattle vốn đã có một cái thời đúng 12 giờ trưa, tất cả các nhà máy, tất cả mọi sinh hoạt văn phòng đóng hết. Con gái của Chúa hiệp lại với nhau để cầu nguyện. Những cái giếng này sẽ xảy ra, những phước hạnh cũng sẽ đến trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Việt Nam của chúng ta cũng có những giây phút phước hạnh khi những đầy tớ của Chúa, những con cái của Chúa kinh nghiệm tại quần đảo Timor ở Indonesia cần phục hưng tại đó. Họ đi qua Singapore, họ làm chứng. Tại Singapore, họ lại được hướng dẫn, họ sang Việt Nam của chúng ta. Họ vào trường Kinh Thánh ở tại Nha Trang, họ làm chứng. Thì lúc bây giờ có một sự tuôn đổ của sự hiện diện của Chúa. Thì chúng ta biết rằng có một số các mục sư người sắc tộc, trong đó có mục sư Hà Sáu A, mục sư Hà Ca, Chúa ngài đã thăm viếng ở trên họ. Họ về anh chị em,
Họ đứng họ cầu nguyện thì một hòn đá ngay trước mặt họ nứt một cái bóp, nứt ra làm hai. Đá không thể nào nứt một cái gọi là nhẹ nhàng như vậy được. Một thánh của Chúa cầu nguyện. Khi mà họ công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những cái quỷ đang ở trong cái vùng này phải ra khỏi cái vùng này. Có những cánh rừng mà trước đây họ không dám đi vào trong cánh rừng đó. Thì họ nghe tiếng nó chạy rần rần như là một cái đàn trâu bò nó đang chạy ra khỏi cái chỗ đó. Sau đó người ta đi vào trong đó săn bắn, trồng rẫy, tất cả đều được an toàn. Những việc như vậy có thể xảy ra khi hội thánh của Chúa hiệp ý cầu nguyện ở trong ơn của Chúa. Và khi chúng ta biết lấy thẩm quyền Chúa ngài ban cho trong việc trói và mở, đó là chìa khóa của chúng ta. Ma-thi-ơ chương 16 câu số 19, ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc ở dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở trên trời. Chúng ta nhân danh Chúa và chúng ta cột trói những gì cần phải cột trói, và chúng ta mở phước hạnh của Chúa ra ở trong ơn của Chúa. Một trong những điều mà tôi gõ cửa thiên đàng để cầu nguyện với Chúa trong những cái công cuộc truyền giảng ở tại Việt Nam của chúng ta, một trong những điều mà chúng ta gặp khó khăn nhất đó là cái vấn đề tham nhũng. Muốn xin giấy phép phải có phong bì. Vậy làm sao giải quyết được vấn đề này? Đức Chúa Trời ngài có quyền. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để người ta đã từng tuyên bố là cái tình trạng tham nhũng ở tại Việt Nam của chúng ta thì phải tốn nhiều đời mới có thể giải quyết được, và cũng có thể rằng không bao giờ có thể giải quyết được. Cảm ơn Chúa. Chúa cho một người lãnh đạo ở tại Việt Nam, ở trong chính quyền. Chúa sử dụng ông giống như là vua Siru ngày xưa vậy. Ông có một cái công việc ông gọi là mang lò đi khắp nơi. Và ông lừa củi để ông bỏ vô trong đó. Và trong ngày qua chúng ta thấy những cái chuyện mà người ta ăn hối lộ, người ta đã lấy bạc tỷ đô la đó, tính ra bạc tỷ đô la đó. Bây giờ bị phanh phui ra hết. Và cái lò này đi từ Bắc xuống Nam, rồi từ Nam đi ngược ra Bắc. Đức Chúa Trời ngài làm cái việc chúng ta không làm được khi chúng ta cầu nguyện. Và khi tham nhũng được giải quyết, lúc bây giờ thì đất nước Việt Nam của chúng ta, một lần nữa chúng ta sẽ thấy được cái việc thuộc thể được làm trước rồi việc thuộc linh nó sẽ xảy ra. First in the natural and then in the supernatural. Chúa ngài sẽ làm ở trong ơn của Chúa. Cũng có những cái sự phanh phui của Chúa, sự phán xét khởi đầu từ nhà của Đức Giê-hô-va. Và chúng ta thấy có những việc đã được phanh phui ra. Hội thánh của Chúa cũng ở trong một cái giai đoạn mà Chúa ngài thanh tẩy hội thánh của Chúa rồi đến chính quyền. Anh chị em gom lại, chúng ta thấy có một ý tưởng, một bộ óc khôn ngoan vô cùng ngài chuẩn bị để Việt Nam của chúng ta có thể kinh nghiệm được điều mà Chúa ngài đã bày tỏ chúng ta để chúng ta có thể thấy được. Tôi nhớ khi tôi tiếp xúc với chức vụ của một sư truyền giáo, nhà truyền giáo Reinhard Bonnke năm 1992. Người ta giới thiệu, người ta nói rằng anh khao khát sự phục hưng, phải không? Anh không thể nào không biết về cái ông này. Tại ông nào? Mình hồi xưa thì chỉ biết có một sư Billy Graham thôi ở tại thế giới Tây Phương này. Nói rằng không có một ông người Đức. Ông đang được Chúa ngài dùng rất lớn ở tại Phi Châu. Tôi nhớ có những buổi nghe ông tuyên bố Phi Châu được mua bởi huyết của Đức Giê-xu, Phi Châu phải được cứu. Ông sống với điều đó. Và Chúa ngài đã ban phước. Và cảm ơn Chúa. Có những ước mơ của tôi cũng bị ảnh hưởng bởi ông. Bởi vì tôi nói, con người này không phải chỉ sinh cho một nước thôi, mà cả cái châu Phi. Và Chúa ngài đã tôn trọng vào con người, dám sinh chuyện lớn như vậy, cho nên Chúa đã dùng ông trong cuộc đời của ông, đã đưa hơn 60 triệu người đến với Chúa qua chức vụ của ông. Bây giờ học trò của ông đang đeo đuổi cái ước mơ, và cho đến ngày hôm nay tổ chức của họ đưa gần 80 triệu người đến với Chúa rồi. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Trói những gì chúng ta thấy Đức Thánh Linh nói rằng cái đó nó không được ngang nhiên làm việc nữa con. Cậu trói nó. Rồi những điều mà chúng ta thấy phước hạnh mở ra thì Chúa ngài trên trời ngài sẽ hành động theo như điều mà Chúa ngài giao cho chúng ta trên đất này. Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc ở dưới đất cũng sẽ buộc ở trên trời. Bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở trên trời. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta đến với một cái việc khác nữa cũng rất là quan trọng, đó là sự kiêng ăn. Chúa Giê-xu ngài nêu gương, nhấn mạnh rằng đôi khi cần kiêng ăn để đánh đuổi kẻ thù. Vì trong Mác chương 9 câu 29 ngài đáp: nếu không cầu nguyện và kiêng ăn thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được.
Anh chị em đọc Kinh Thánh thì không thấy câu này. Bởi vì người ta đã dịch theo một số bản. Trong khi đó tất cả những bản khác đều có. Nhưng mà theo một số bản thì không có cái câu này. Anh chị em thấy là người ta nhảy khỏi cái câu này và để nó xuống ở dưới phần phụ chú ở dưới mà thôi. Và cảm ơn Chúa chúng ta nghe điều này và trong kinh nghiệm đuổi quỷ thì chúng ta thấy rằng điều này nó có lý. Là chính là lời của Chúa Giê-xu Ngài nói. Bởi vì các môn đồ của Chúa họ đã từng đuổi quỷ. Nhưng mà hôm đó khi người cha có đứa con bị quỷ làm cho nó bị kinh phong đến thì các môn đồ của Chúa không đuổi được. Chúa từ trên núi hóa hình xuống, người cha này đến mắng giống Chúa nói rằng tôi đem cái đứa con của tôi mà các môn đồ của thầy không đuổi được. Chúa Ngài than một cái lời mà chúng ta thấy rằng bởi vì họ lệ thuộc vào Chúa, bởi vì Ngài đã làm công việc đó. Bây giờ khi Chúa vắng mặt thì họ không thể giải quyết được cái con quỷ này. Cho nên Chúa Ngài nói rằng nếu không cầu nguyện và kiêng ăn thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Vì không đồ Chúa đến hỏi tại sao chúng tôi không đuổi quỷ này ra được. Chúa nói rằng cái thứ này, như vậy cho chúng ta thấy có những cái thứ quỷ mà chúng ta đuổi thường nó không ra. Phải có một sự kiên trì, phải có một cái mức độ thẩm quyền thuộc linh được nâng cao khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện. Lợi ích của kiêng ăn là nó mang lại những cái chiến thắng mà sự cầu nguyện đơn thuần không thể làm được. Kiêng ăn nên được xem như là một cơ hội quý báu để chúng ta đến gần với Chúa hơn và chúng ta sẽ được Chúa Ngài sử dụng. Sẵn đây xin nhắc nhở trước khi vào cuộc kiêng ăn dài hạn, hãy làm quen chiến thắng với những lần kiêng ăn ngắn hạn trước. Chẳng hạn như mình kiêng ăn một ngày, kiêng ăn một phần, rồi ba ngày, rồi một tuần trước khi chúng ta đi một đoạn đường xa. Tôi có làm chứng về cái điều này như là một cái trường hợp đặc biệt. Là lần đầu tiên mà tôi kiêng ăn, tôi đi từ chưa bao giờ kiêng ăn một trọn một ngày đến đi 40 ngày. Nhưng đó là một cái chuyện siêu nhiên, đó là một cái sự cấp bách mà lúc bây giờ đối với tôi sự sống còn của VBC của chúng ta nó dựa trên cái kỳ kiêng ăn đó. Nhưng mà đối với tất cả các anh chị em thì tôi khuyên cái điều này là mình phải tập cái bắp thịt của kiêng ăn của mình trước. Kiêng ăn một buổi, kiêng ăn 3 ngày, bắt đầu từ chiều thứ 6, trọn ngày thứ 7, trọn ngày Chủ nhật. Rồi mình ngưng kiêng ăn để thứ 2 mình có thể đi làm trở lại bởi vì anh chị em còn đi làm việc. Chúa Giê-xu Ngài kiêng ăn thì Ngài đi vào trong nơi đồng vắng và Ngài tại đó Ngài kiêng ăn. Chúng ta còn sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta cũng có một số những lựa chọn khác cũng có giá trị. Daniel kiêng ăn trong 21 ngày chỉ ăn rau uống nước như chúng ta nghe ở trong phần đầu của sách Daniel. Thì chúng ta thấy vẫn có kết quả. Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đem sự đáp lời ngay tức thì khi ông hạ mình xuống. Chúa thấy và Ngài đã ban phước. Nên kiêng ăn theo Daniel cũng có giá trị. Kiêng ăn như ECT thì chúng ta thấy rằng cũng rất là mạnh mẽ đó. Là không ăn không uống trong 3 ngày. Đó là cái mức tối đa cơ thể của chúng ta có thể trải qua được khi chúng ta không uống gì trong 3 ngày. Nhiều hơn nữa nguy hiểm đến tánh mạng của mình. Nên chúng ta cần phải biết và xin Chúa Ngài hướng dẫn để chúng ta lựa chọn cái sự kiêng ăn của chúng ta. Ngợi khen là cờ xí của chúng ta. Và vũ khí này thì tôi tin rằng đã giảng dạy nhiều lần cho hội thánh. Cái sức mạnh của sự ngợi khen thì nó lớn vô cùng. Thì tôi đã chia sẻ với anh chị em mà tôi đi nhanh. Khi tìm kiếm một cái sự ngợi khen thờ phượng mà Chúa đáp lời cầu nguyện và Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Từ năm 1992, Chúa cho tôi gặp ông mục sư Eddie Smith. Khi tôi hỏi thăm chỗ này chỗ kia, tất cả các hội thánh Baptist ở trong thành phố này, ai là người có ơn trong việc hướng dẫn ngợi khen thờ phượng, thì họ chỉ tôi đến với mục sư của hội thánh Hidden Valley Baptist Church. Lúc đó có một nhóm Việt Nam của chúng ta sinh hoạt tại đó. Thì tôi đến tôi gặp ông mục sư đó, ông nói rằng tôi cũng có biết một số những cái kỹ thuật để giúp cho anh hướng dẫn một cái buổi nhóm hát người khen tốt. Nhưng mà có một người là có cái kinh nghiệm hướng dẫn người khen mà Chúa đổ sự hiện diện của Ngài. Thì tôi nói, cho tôi gặp cái người đó càng sớm càng tốt. Bởi vì khao khát lắm. Thì tôi gặp một sư Eddie Smith. Ông cười, ông nói, nếu anh muốn làm cho buổi hát của anh nó nhộn nhịp, nó thấy nó sống động, cho tôi 15 phút. Tôi sẽ chỉ anh hát một câu rồi kêu hội thánh đứng lên ngồi xuống rồi nhạc dạo cái gì đó. Mình kêu họ, mình tạo cho họ những cái động tác để có thể làm cho cái giờ hát nó có vẻ giống như là nó sống động. 15 phút thôi. Còn nếu anh muốn hướng dẫn hội thánh mỗi lần cầu nguyện thì Chúa đổ sự hiện diện của Ngài đó, cho tôi 6 tiếng đồng hồ. Tôi thích. Thì 6 tiếng đó.
Bởi vì mình đi thờ phượng Chúa mà Chúa không có đến để nhận cái sự thờ phượng đó. Mình đi năm này sang năm khác vô ích, phải không chị em? Thôi xin cho tôi cái hàng. Rồi tôi đến tôi ngồi, ông dạy tôi cặn kẽ. Ông lấy Esai 6, ông dạy từng bước một. Lúc bây giờ mới bật ngửa ra, mình ở trường Kinh Thánh. Người ta không có dạy mình tại sao trong buổi thờ phượng mình có hát. Nhưng mà lớn lên trong Hội Thánh Tin Lành thì mình thấy rằng mình có hát. Và bài nào mình cũng kêu Hội Thánh xin đứng lên chúng ta ngợi khen Chúa. Mà những cái bài đó không có chỗ nào ngợi khen Chúa hết á. Như gánh lúa về vân vân, nó không phải là những bài ngợi khen. Rồi ông bắt đầu dạy tôi định nghĩa trở lại. Và coi tất cả những cái bài hát ở trong Thánh Ca đó, cái chỗ nào là nhạc ngợi khen thì chúng ta chỉ sử dụng đây là những bài để ngợi khen Chúa. Còn những bài của đức tin, của khích lệ ca thì mình sử dụng nó một chỗ khác. Với phần đầu của sự thờ phượng ngợi khen chúng ta, Chúa phải là đối tượng của những bài đó. Ông nói bây giờ về coi lại hết tất cả những cái bài ở trong Hội Thánh anh có được ở trong cái library của anh đó. Anh chị em về kiếm được có mấy bài trong phần đầu của Thánh Ca Việt Nam của chúng ta đó. Thật sự là nhạc ngợi khen Đức Chúa Trời. Liên lạc với ông nói rằng chúng tôi bị bế tắc rồi ông ơi. Ông sư ông nói không sao, Chúa cho tôi sáng tác rất nhiều bài trong thể loại đó. Tôi cho anh cái quyền để anh dịch những cái bài này để sử dụng. Cảm ơn Chúa, những bài như Vào Trong Sự Hiện Diện Của Chúa, Vào Phía Sau Bức Màn, những bài đó đã được dịch và Chúa Ngài hướng dẫn để Hội Thánh của chúng ta đã đi vào trong sự ngợi khen thờ phượng. Thời đó có một cái phong trào và người ta gọi hai cái thể loại thờ phượng, một cái là theo như tradition, truyền thống, mà một cái là tân thời, contemporary. Nhưng J.D. Smith ông nói rằng cả hai đều sai hết. Chúng ta phải là những người ngợi khen trong sự đầy dạy Đức Thánh Linh, Spirit-filled worship. Tại ông nói rằng lời của Chúa bảo chúng ta hãy luôn luôn đầy dạy Đức Thánh Linh rồi mới lấy ca vịnh thờ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và cùng nhau thờ phượng Chúa, ngợi khen Chúa. Và cảm ơn Chúa, học hiểu xong điều đó đem lại sự bứt phá. Ông cũng khuyến khích chúng tôi là về lấy cuốn kinh Thánh Ca ra khỏi tay của người tín đồ trong Hội Thánh của anh. Mình cho em, nó như cái nấm du giả mà con nít nó ghìm. Nó cũng giống như cái mền mà con nít nó ôm riết rồi nó mòn rồi nhưng mà không có nó ngủ được. Tại sao anh chị em biết không? Hát bao nhiêu bài thánh ca đó, hát mấy chục năm rồi nhưng mà không lúc nào ánh mắt của mình rời cuốn thánh ca đó. Giấu cái mặt của mình ở phía sau cuốn thánh ca đó. Nên chúng tôi bắt đầu thực hiện cái công việc lấy máy chiếu lên trên màn hình. Tôi nhớ mua cái máy chiếu đầu tiên, có lẽ là một trong Hội Thánh Việt Nam đầu tiên sử dụng cái đó. Mua và tôi chiếu lên trên màn hình. Tịch thu hết tất cả những cuốn thánh ca đem cắt hết. Tại vì trong những cái bài hát và thi thiên cho chúng ta biết một trong những cái động tác ngợi khen Chúa của chúng ta là vỗ tay và đưa tay hướng về Chúa. Ông cuốn thánh ca làm cũng được. Cho nên khi mà lấy cuốn thánh ca đi rồi, bây giờ kêu nhìn lên màn hình mà hát, có những người không biết tay mình đặt ở đâu. Có người xỏ vào trong túi quần, có người khoanh tay là đứng. Có một ông nói, tuần tới mà mục sư vẫn còn chiếu lên, tôi sẽ lấy gậy tôi thọc cho rách cái màn hình đó. Nhưng chị không nổi. Cảm ơn Chúa, Hồi Thiếu Điều lôi tôi lên thập tự giá mà đóng đinh đó. Anh chị em sau đó thì Hội Thánh của Chúa, bây giờ tay của mình bảo là đưa tay hướng về Chúa trong sự ngợi khen, đổ tay lấy tiếng thắng trận mà ngợi khen Chúa. Bây giờ tay của mình tự do này mới làm được. Chứ không hồi trước đến giờ là cứ con thanh ca cứ úp cái mặt của mình như này. Hát mấy chục năm rồi con bài đó cũng không nhớ sao. Trốn bên phía sau con thanh ca. Và cảm ơn Chúa khi sự ngợi khen bứt phá thì thật như lời của Chúa trong Sự Ký thứ nhì chương 20 câu 14 đến 30 vua Giô-sa-phát đó. Khi quân đội đông như vậy đến thì ông đã sắm sẵn những người ca hát đi trước và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa nghe bảo rằng trận chiến này là của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta ca ngợi Chúa, Ngài ngự xuống ở trên những tiếng hát ngợi khen đó, thì Ngài sẽ chiến trận cho chúng ta. Như công vụ chương 16, Phaolô và Sila, trong lúc ở trong ngục, chân thì bị xiềng, bị cùm lại. Họ ngợi khen Chúa thì xiềng cùm rớt xuống, các cửa ngục đều mở ra. Vì Chúa đến, Ngài nhận những tiếng hát ngợi khen của dân sự của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và cuối cùng là chúng ta cầu nguyện dựa trên lời của Chúa. Đây là một khí cầu hết sức là quyền năng. Vì không có cái điều nào nói lên ý của Chúa trọn vẹn nhất bằng lời của Ngài. Đây là ý của Chúa được chép thành văn tự cho chúng ta.
Cho nên một trong những thể loại mà chúng ta cần học làm quen là mở Kinh Thánh ra và chúng ta lấy những câu Kinh Thánh, ví dụ như Thi Thiên, và chúng ta cầu nguyện, lời cầu nguyện của chúng ta bằng những Thi Thiên đó. Cũng một sư Eddie Smith này, ông mô tả hình ảnh mà tôi có ghi lại cho anh chị em, cầu nguyện giống như một cái khẩu súng. Đức tin nó giống như nòng súng. Danh Đức Giê-xu là cái ngòi nổ và Kinh Thánh là những viên đạn. Và ông huấn luyện cho tôi, ông nói rằng về mỗi ngày tôi khuyến khích anh là đọc một Thi Thiên và 100 ngôn. Nếu chúng ta muốn biết cái cách để chúng ta có thể đối xử, giao thiệp, tiếp xúc với con người, 100 ngôn dạy chúng ta điều đó. Nếu chúng ta muốn tương giao, tiếp xúc với Đức Chúa Trời, Thi Thiên dạy chúng ta điều đó. Thi Thiên có 150 Thi Thiên, 100 ngôn có 31. Thì chúng ta cứ đọc một ngày một Thi Thiên, một ngày chúng ta đọc một Thi Thiên và một đoạn của 100 ngôn. Cứ 5 lần 100 ngôn thì chúng ta xong Thi Thiên. Càng đọc lời của Chúa chừng nào anh mang vào ở trong anh những cái gọi là đạn dược chuẩn bị. Khi chúng ta cầu nguyện đúng vào trong cái chiến trận thì chúng ta giống như là cầm súng mà súng máy đó. Chỉ giữ cái cò của nó là lời của Chúa. Cứ ra bông 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 là chúng ta tấn công, chúng ta chiến đấu với thế giới tối tăm dựa trên lời của Đức Chúa Trời. Lời của chúng ta, tiếng nói của chúng ta không thể nào so sánh được với lời của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta không biết lời của Chúa làm sao chúng ta sử dụng được. Gươm của Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải đem lời của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Bằng cách đọc lời của Chúa, thường xuyên mang lời của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Và học cách để chúng ta lấy lời của Chúa để chúng ta cầu nguyện trở lại với Chúa. Thì như vậy, đời sống cầu nguyện của chúng ta chắc chắn sẽ có linh nghiệm. Nhắc lại, cầu nguyện giống như một khẩu súng. Đức tin giống như nòng súng. Danh của Chúa Giê-xu là ngòi nổ. Không có ngòi nổ này, thì cái viên đạn không có nổ để tống đi được. Kinh Thánh là viên đạn. Những lời cầu nguyện của chúng ta nên chứa đầy Kinh Thánh. Amen anh chị em. Mà một điều nhắc nhở anh chị em rất là quan trọng. Lời của Đức Chúa Trời là lời sáng tạo. Lời Đức Chúa Trời không trở về một cách luống cong. Nhưng mà giống như là những cái quả ngư lôi đó. Thanh niên biết ngư lôi là gì không? Tôi biết rồi. Khi nó được phóng ra thì chúng ta thấy rằng nó đi tìm. Nhiều khi nó tìm những cái tàu ngầm đó. Nó đi, nó tìm thấy mục tiêu và nó cho nổ tung lên. Lời của Chúa có sức mạnh như vậy. Và khuyên cho em, đừng nhẹ tay với ác quỷ. Hãy tấn công bằng gươm thần của Chúa. Đừng có thấy thương nó. Những cái việc thuộc về ma quỷ, chúng ta tiêu diệt nó hoàn toàn. Đức Thánh Linh sẽ chỉ cho chúng ta vũ khí hay là công cụ nào để sử dụng trong sự cầu thai. Bạn và Chúa Giê-xu là một đội bất khả chiến bại. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Một số những nhu cầu tôi đề nghị để chúng ta cầu nguyện thường xuyên. Các điểm cầu nguyện cho Khải Tượng Việt Nam sẽ được cứu, tiếp tục dâng lên trước mặt Chúa. Cầu xin Chúa ngài gieo Khải Tượng này trên tất cả lãnh đạo mục sư Hội Thánh Chúa trong nước cũng như hải ngoại. Cảm ơn Chúa. Kể từ tháng 3 cho đến bây giờ tôi dõi trông để ý đến công việc tại Việt Nam. Cảm ơn Chúa có nhiều khởi sắc rất đặc biệt. Và tôi tin rằng đây là điều mà chúng ta xin và Chúa ngài sẽ tiếp tục làm việc. Khải Tượng không còn là cho cái hệ phái của mình hay là cái hội của mình nữa, mà tất cả đều sẽ thấy rằng để cho dân tộc của mình được cứu. Có những mục sư tổng quản nhiệm đã bằng lòng đưa tay, trao tay phải, cánh tay hữu của mình với các tổng quản nhiệm khác. Bây giờ các đệ tử của Chúa dễ dàng để làm việc chung với nhau hơn. Anh chị em tiếp tục gõ cửa thiên đàng cho việc này. Đây là một trong những điều khó nhất. Bởi vì con người, người ta muốn trung thành với tổ chức của mình và chỉ lo cho tổ chức của mình mà thôi. Chính điều đó nó sẽ làm ngăn trở. Nên chúng ta cầu nguyện để Chúa ngài sẽ phá hết tất cả những hàng rào để chúng ta có thể làm việc chung với nhau. Ở tại Mỹ này, chúng ta cầu nguyện mạnh mẽ càng hơn. Bởi vì có một cái hàng rào và cái sức mạnh nó lớn hơn ở tại Việt Nam nữa. Giữa các hệ phái với nhau. Và có những con người, có những cái đầu óc đã để cho ma quỷ nó sử dụng. Anh xem, thay vì hàng gắn, thay vì hiệp một, hiệp lại với nhau, thì chúng ta nghe có những người, có những tổ chức, có những hệ phái. Họ để ý xem chúng ta tổ chức đại hội vào lúc nào. Họ tổ chức trùng ngày với chúng ta.
It's okay. Càng cấm cản, càng gây khó khăn chừng nào, càng gây áp lực. Mà áp lực lớn thì sẽ đến một lúc nó nổ. Thì đợt đầu năm 1999 khi họ tìm áp lực như vậy đó, đến một cái lúc người ta chịu hết nổi. Tôi đi đến đó thử xem coi như thế nào. Các năm đại hội của chúng ta đầu tiên, có những cái cảnh, có những cái câu chuyện chúng ta nghe dễ thương. Ông mục sư trốn tín đồ đi đến dự đại hội chúng ta. Tới nơi gặp tín đồ tại đây. Ông mục sư cũng đi, ông mục sư nói anh chị cũng đi hả? Rồi chị cười với nhau nói shh. Vì sợ trở về thì họ gặp khó khăn với giáo hội của họ. Cho tôi cầu nguyện Chúa ngày phá vỡ tất cả những điều đó. Bởi vì không có một hệ phái nào được gọi là hội thánh của Chúa trọn vẹn nhất. Mà thân thể của Chúa ở trên đất này bao gồm tất cả những ai thật sự được tái sanh, được cứu trong Chúa. Cầu nguyện cho sự hiệp nhất của hội thánh, cầu nguyện cho tường thành của những người linh canh. Và chúng ta cầu nguyện cho sinh hoạt của VBC Houston của chúng ta. Như tôi nói lúc đầu, chúng ta cầu nguyện cho các mục vụ trong hội thánh. Chủ nhật vừa qua có cái sự buổi họp giữa các phụ huynh và đội ngũ của ban huấn nhi VBC Kids, rất là được khích lệ. Sau 6 tháng chuẩn bị, chúng ta cảm ơn Chúa vì tháng 8 này thì sẽ giới thiệu một cái tài liệu, một cái curriculum để dạy dỗ cho các em. Cảm ơn Chúa cho ngày ban phước. Hôm Chủ nhật vừa rồi chúng ta được gia tăng hơn 20% số học viên chỉ trong một ngày. Chúng ta ngợi khen Chúa. Chúng ta cầu nguyện để Chúa ngày ban phước, để VBC Kids sẽ làm một cái mục vụ đang tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa. Rồi các phụ huynh sẽ kể lại việc con của mình đã được ảnh hưởng tốt như thế nào, và các phụ huynh khác sẽ đem con của mình đến, luôn cả bạn bè của các anh em trong hội thánh nữa. Cảm ơn Chúa, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho VBC Student. Chúa đang làm những công việc rất là tốt, rất là đặc biệt ở giữa con em của chúng ta. Xin nhớ và cầu nguyện Chúa ngày ban phước, Chúa ngày gìn giữ, ngày bảo vệ mục vụ này ở trong ơn của Chúa, và cho được kết quả trong ơn của Chúa. Cầu nguyện cho hội thánh đơn giản để tháng 8 này khi chúng ta qua một cái 6 tuần lễ mới, Chúa ngày sẽ làm những việc lớn hơn nữa để đào tạo thêm những người lãnh đạo mới nữa, để có thể hướng dẫn khi việc này được nổ tung ra trong những ngày sắp đến. Để sẽ đến một lúc Chúa ngày sẽ nghe lời cầu nguyện của tôi, là Đức Chúa Trời ngày sẽ đổ một cơn đói kém xuống cho VBC Houston của chúng ta. Không phải đói về bánh, đói về lời của Đức Chúa Trời. Rồi anh em sẽ tìm đến với các hội thánh đơn giản để học hỏi lời của Chúa, mà không học theo cái kiểu xưa là học để lấy ý, nhưng mà học và đòi hỏi phải áp dụng. Chúng ta sẽ đi ra và chia sẻ với ai, với những đối tượng nào sau khi chúng ta học lời của Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các lớp học kinh thánh, cho ngày ban ơn để sẽ có một sự trang bị. Có nhiều anh chị em chúng ta ở xa cũng đang khao khát muốn được đi chung với chúng ta trong các chuyến truyền giáo, các đại hội được tổ chức ở tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuẩn bị để huấn luyện các cái lớp để anh chị em có thể phục vụ những người đau ốm, để họ có thể kinh nghiệm được sự chữa lành. Chúng ta cũng sẽ ôm lại khả năng để chức vụ giải cứu, để nhiều người cũng có thể dự phần với chúng ta. Điều đó dẫn chúng ta đến việc chúng ta cầu nguyện cho đại hội ở tại Việt Nam, các đại hội tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Cho đến giờ phút này, miền Bắc đã có 3 địa điểm mời chúng ta đến để giúp đỡ. Một địa điểm 2.000 người, một địa điểm trên 1.000 người, và địa điểm khoảng chừng trên dưới 400 người. Chúng ta cầu nguyện cho. Và miền Nam của chúng ta thì chúng ta chắc chắn cũng sẽ trở lại Cà Mau. Xin Chúa ban phước để chúng ta có thể phục vụ một cách tốt đẹp. Nếu chúng ta có những cái đại hội mà lên đến 2.000 người thì đội ngũ của chúng ta cần gia tăng gấp đôi, để những người biết và có thể cầu nguyện phục vụ các anh chị em của mình, những người có nhu cầu cần được sự chữa lành, cần được giải cứu, thì có thể giúp đỡ cho trong chỉ giờ phục vụ trong ơn của Chúa. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ngài chữa lành và phục hồi sức khỏe cho bác Thái Bá Hoàng. Anh Hải có kể cho tôi nghe những cái chuyện rất là ly kỳ mà Chúa ngài làm việc, và nhất là thì giờ chúng ta có cơ hội khi buổi tối thứ ba hai tuần trước chúng ta đã cầu nguyện cho bác qua FaceTime. Cảm ơn Chúa, có những biến chuyển lạ lùng xảy ra ngày hôm sau đó. Chúng ta ngợi khen Chúa. Chúng ta cũng nhớ đến bác Tài là má của cô Loan. Chúng ta cầu nguyện cho bà đang bị mất bạch huyết cầu, cũng như là hồng huyết cầu cũng bị thiếu. Thì bác sĩ chưa tìm biết được cái nguyên nhân. Chúng ta cầu nguyện để Chúa giúp đỡ cho bà. Chúng ta cũng nhớ đến bà Linh.
và chúng ta cầu nguyện cho. Bà đi Việt Nam và khi trở về thì ho rất là nhiều, ho liên tục không thể dừng được. Tôi có dịp cầu nguyện cho bà qua điện thoại. Và chúng ta cũng nhớ và cầu nguyện cho bà để Chúa ngài nâng đỡ và chữa lành cho trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các công tác chuẩn bị cho đại hội của chúng ta. Để Chúa ngài ban phước cho đại hội những việc lớn hơn. Chúa ngài sẽ cho chúng ta trải nghiệm được những việc lớn hơn trong những ngày sắp đến như Chúa Giêsu ngài đã hứa. Ai tin ta sẽ làm việc ta làm và làm lớn hơn nữa, làm trỗi hơn nữa ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúa ngài ban phước trên chúng ta ở trong thời gian này. Để chúng ta bước vào trong thời gian cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn trên các anh chị em ở khắp nơi. Xin Chúa ngài ban phước để sử dụng những cái sự dạy dỗ này để cầu nguyện cho nhu cầu của tại địa phương của mình ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi sẽ cầu nguyện lớn tiếng, còn anh chị em có thể tìm một người bạn đồng đội của mình để chúng ta cầu nguyện ở trong buổi tối hôm nay. Cho kính yêu chúng con hiệp ý với anh chị em của chúng con ở tại đây cũng như ở khắp nơi, cho khải tượng Việt Nam sẽ được cứu. Chúng con cầu nguyện xin Chúa gieo khải tượng này trên tất cả các đầy tớ, tôi tớ Chúa, các mục sư, tất cả các lãnh đạo của các tổng hội, mục sư của hội thánh địa phương ở trong nước cũng như hải ngoại. Chúa gieo khải tượng Việt Nam phải được cứu, Chúa giàu, để chúng con có thể phục vụ Chúa trong cộng đồng nơi chúng con sinh sống, ở tại Hoa Kỳ, ở tại Âu Châu, ở các nước mà Chúa cho người Việt Nam của chúng con đã tản lạc và đang sinh hoạt. Chúa cho nơi nào có hội thánh của ngài, tại đó công việc của Chúa cũng sẽ được bày tỏ ra. Chúa gieo khải tượng Việt Nam phải được cứu vào trong tấm lòng của các đầy tớ của Chúa, như Chúa đã gieo cho chúng con, để chúng con sẽ không ngưng nghỉ, chúng con sẽ ôm ấp, chúng con sẽ cầu thai cho đến chừng Chúa ngài nhận quyền pháp lý và ngài có thể làm công việc đó cho đất nước của chúng con. Chúng con cảm ơn ngài, chúng con xin có một sự hiệp nhất giữa hội thánh của Chúa. Chúa ơi, xin tha thứ cho những hành động, cho những công việc tẻ tách khiến cho thân thể của ngài bị ế ẩm thương tổn. Chúng con xin Chúa ngài làm ơn, bởi ơn quyền của ngài Chúa giáo, đổ một sự hiệp nhất trên hội thánh của ngài. Chúa ơi, lời cầu nguyện cho Việt Nam của chúng con mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện trong Giăng chương 17 chưa được Chúa Cha đáp lời. Trong khi Chúa ngài hứa rằng tất cả những gì Chúa Giêsu xin Cha cũng ban cho, chúng con xin điều này. Lạy Chúa Giêsu, xin ngài đứng giữa chúng con ở trong giờ này, ngài đứng giữa chúng con hội thánh của Chúa trong thời giờ này, để chúng con cầu nguyện có một sự hiệp một trên hội thánh của Chúa tại địa phương của chúng con tại đây VBC Houston, cho hội thánh của Chúa ở trong dân tộc của chúng con. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, sự hiệp một mạnh mẽ vô cùng như lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng con, phước hạnh lớn lao vô cùng như lời của Chúa đã bày tỏ cho chúng con, đến độ chúng con xin bất cứ điều gì Cha cũng cho, cho dù chúng con tự mình không thể làm được. Xin Chúa kéo chúng dịch ngài làm việc tâm lòng của chúng con. Lạy Chúa Thánh Linh, xin ngài dùng dây nhân tình sức yêu thương của ngài mà cột chặt chúng con lại với nhau trong VBC Houston này, cũng như cho hội thánh của Chúa ở khắp nơi. Lạy Chúa, tất cả những lời nói cũng như những ý nghĩ tự cao cho mình là chánh giáo, những nhóm khác là tà giáo, xin Chúa ngài tha thứ cho. Lạy Đức Chúa Trời của chúng con, xin giúp đỡ để chúng con thấy được chúng con là các chi của thân thể của ngài, chúng con là hội thánh của Chúa mà Đức Chúa Trời ngài đã đổ máu của ngài để chuộc chúng con về, đã mua chúng con về. Lạy Chúa, xin giúp đỡ để chúng con thấy được sự hiệp nhất này trong hội thánh của Chúa. Chúng con ngợi khen ngài. Cha Giêsu, xin ngài cũng ban ơn bởi quyền năng của ngài, Chúa giáo, có những rạn nứt được hàn gắn ở trong ơn của ngài, ở trong quyền năng của Chúa, những cơ hội để phục hồi, tha thứ và nhận sự tha thứ. Ô lại Đức Chúa Trời của chúng con, xin Chúa ngài hành động, ngài làm việc để chúng con thấy sẽ có sự hiệp một. Cảm ơn Chúa vì chúng con nhìn thấy những công việc Chúa ngài đang làm ở giữa các trung tâm giải cứu tại Việt Nam, các đầy tớ của Chúa đang có sự hiệp lại với nhau. Chúng con cảm ơn Chúa vì việc đã xảy ra. Chúng con xin Chúa làm lớn hơn nữa. Chúng con cảm ơn Chúa vì thấy có một số các hệ phái đã hiệp lại với nhau. Ô, các tổng hội đã hiệp lại với nhau. Chúng con tạ ơn ngài, xin Chúa làm lớn hơn nữa cho đến chừng chúng con thấy chúng con được làm một ở trong ơn của ngài. Xin gia ơn sức giàu để các chức vụ năm phần sẽ được Chúa ngài sử dụng một cách lớn lao hơn nữa trong những ngày sắp đến, của tiên tri, của sứ đồ, của tiên tri, của những người giảng tin lành, của mục sư và giáo sư, để hết thảy các tín đồ được chuẩn bị, được trang bị cho công việc của mục vụ, để chúng con được hiệp một ở trong Chúa, ở trong đức tin. Ô lạy Chúa, để chúng con mang lấy tầm thước vóc dạc trọn vẹn của đấng Christ. Ô lạy Chúa, xin ngài giúp đỡ để chúng con thấy sự hiệp một này không phải chỉ là đồng giảng đồng phục, nhưng mà chúng con sẽ là những người được Chúa ngài cho lòng của chúng con giống như nhau,
Bởi vì Thánh Linh của Chúa ở trong chúng con, Ngài làm công việc này. Xin lấy giấy nhân tình và sức yêu thương của Ngài cột chặt chúng con lại với nhau. Ở trong ơn của Chúa, sự hiệp nhất siêu nhiên mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm được cho chúng con. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để rồi có một nhóm người nói cùng một ngôn ngữ, và chúng con sẽ toan định làm một điều, đó là Việt Nam sẽ được cứu, sẽ được Chúa Ngài ban cho, để chúng con thấy việc này sẽ trở thành hiện thực. Trong ơn của Ngài, con cầu xin cho Ngài tiếp nối, kết nối các chức vụ cầu nguyện, cầu thai sắp ở giữa những người Việt Nam của chúng con. Lạy Chúa, xin giúp đỡ để chúng con sẽ thấy có những tường thành của những người lính canh được gây dựng. Trong ơn của Ngài, chúng con ngợi khen Chúa. Cầu nguyện xin Chúa Ngài cho để chúng con thấy đạo quân của những người cầu thai được Chúa Ngài gia tăng một cách nhanh chóng, chủ động vì nhu cầu trước mắt, vì những sự khó khăn mà chúng con đối diện. Cảm ơn Chúa vì các chương trình kiêng ăn, các buổi kiêng ăn cầu nguyện đã mọc lên nhiều nơi. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì những khởi đầu này. Xin Chúa Ngài cho chức vụ cầu nguyện, cầu thai của các chiến sĩ cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam của chúng con được trưởng thành càng hơn, chúng con có sự hiểu biết càng hơn, chúng con có thể cầu nguyện một cách hiệu quả hơn ở trong những ngày sắp đến. Và chúng con cầu nguyện xin Cha ban phước và dấy lên sức dầu cho 100,000 chiến sĩ cầu nguyện cho dân tộc của chúng con sẽ được Chúa Ngài dấy lên trong những ngày sắp đến. Chúng con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Theo dấu địa phương của chúng con, chúng con có những chiến sĩ cầu nguyện, có những người lớn tuổi trong hội thánh cần được Chúa Ngài chữa lành, Ngài sức dầu cho. Lạy Chúa, xin Ngài nâng đỡ, phục hồi sức khỏe và chữa lành cho bác Thái Hoàng. Lạy Chúa, xin Ngài cũng chữa lành cho bác Tài, khiến cho thân thể của bác những bất cứ lý do nào đã làm cho thiếu huyết cầu. Lạy Chúa, xin Ngài bồi đắp cho và khiến cho những chỗ sai trật được chỉnh, để chúng con thấy triệu chứng này sẽ được giải quyết ở trong ơn của Chúa. Xin ban phước trên bác Thái Hoàng để tất cả những gì cần phải được hoàn chỉnh, được hoàn chỉnh. Phổi có thể thải ra hết tất cả những chất đồm, để chúng con thấy được bác khỏe mạnh, thở một cách bình thường, để phổi không còn bị chứa nước nữa. Chúa cho những chỗ vết mổ bị nhiễm trùng sẽ được giải quyết hoàn toàn, và chúng con thấy sự chữa lành của Ngài xảy ra trên ông. Trong ơn của Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài giúp đỡ trong lúc tập đi đứng trở lại, mọi sinh hoạt Chúa cho được tốt đẹp. Và lạy Chúa, xin Chúa Ngài cho để appetite của ông sẽ trở lại, ông sẽ thấy đói và có thể ăn uống một cách tốt đẹp ở trong ơn của Ngài. Các bắp thịt của thực quản Chúa cho có thể làm việc một cách tốt đẹp, để có thể nuốt thức ăn một cách dễ dàng, bình thường như Chúa Ngài đã định cho một cái thực quản khỏe mạnh. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng Ngài. Xin Chúa Ngài nhớ đến bà Linh và xin Chúa Ngài đem sự chữa lành đến, để những gì đã tấn công vào trong phổi của bà giải quyết một cách trọn vẹn trong ơn của Ngài. Vì nhờ những lần đòn của Ngài mà chúng con đã được lành bệnh trong Chúa. Xin Chúa Ngài chữa lành cho các con cái của Chúa với những lần đòn của Ngài, phúc lợi của những dược quyết đó được áp dụng ở trên thân thể của họ để họ được lành ở trong Chúa. Chúng con ngợi khen Ngài. Xin Chúa Ngài ban phước trên các mục vụ cho hội thánh của Chúa. Chúng con xin Chúa Ngài ban ơn ở trên cô Thiên Ân cũng như Carol, và Chúa Ngài cho các giáo viên đều được Chúa Ngài ban phước cho để có thể chăm sóc, giúp đỡ, dạy dỗ các em lớn lên ở trong đường lối của Chúa, ở cho khi nói về già chúng nó cũng sẽ không lìa bỏ con đường mà Chúa Ngài đã xây dựng bởi lời của Ngài trên đời sống của các em. Và chúng con nhân danh Chúa và chúc phước cho một vụ này, Chúa cho được phát triển mạnh mẽ ở trong ơn của Ngài, để chúng con thấy mức độ lớn lao của một vụ này sẽ trở lại, nếu không như xưa thì càng lớn hơn nữa trong ơn của Ngài, Chúa Giáo, để chúng con thấy không còn một phòng nào là trống, cũng không có một cái lớp học nào mà không đầy ắp tất cả các em. Thì xin Chúa Ngài ban phước, chúng con xin Chúa Ngài ban cho để một vụ này phát triển một cách nhanh chóng trong ơn của Ngài. Chúng con dâng một vụ VBC Student ở trong tay của Ngài, những gì Chúa Ngài đã làm xin Chúa Ngài làm lớn hơn nữa trong ơn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa về đội ngũ của những người trẻ, bây giờ họ đã nắm bắt được khải tượng và họ đang cầu nguyện cho cha mẹ của họ. Ô lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì sự gia tăng của những con người cầu thai này, của những người đã được Chúa Ngài thăm viếng này, là những con người có thể được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao cho thế hệ của họ. Xin Chúa Ngài ban phước cho VBC Student ở trong ơn của Ngài. Xin Chúa ban phước trên hội thánh đơn giản, để khi chúng con hiệp lại ở trong 6 tuần kế tiếp ở trong ơn của Ngài, thì chúng con sẽ thấy sẽ có những mức độ của sự trưởng thành mà Chúa Ngài cho, để chúng con thấy sẽ có thêm nhiều người trưởng nhóm nữa được Chúa Ngài ban ơn sức dầu để có thể hướng dẫn thảo luận trong các buổi nhóm lại ở trong những ngày sắp đến. Mà chúng con thấy hội thánh đơn giản sẽ được Chúa Ngài cho nhân bội lên, nảy nở ra trong ơn của Ngài, cho đến chừng không còn một tín hữu nào ở trong VBC Houston của chúng con mà không có chỗ để sinh hoạt. Quyền năng của Ngài thể hiện, Ngài kéo người, Ngài thành lập, Ngài ban phước, Ngài khiến cho cân đối kém mà con cầu nguyện. Con xin Chúa Ngài gia tăng cân đối kém này, không phải đối về bánh, đối với lời của Đức Chúa Trời trên hội thánh VBC Houston của chúng con. Đến chừng chúng con thấy rằng mình sẽ không thấy đủ cho những thời giờ để đọc lời của Chúa, ăn nuốt lời của Ngài,
Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Xin ban phước trên các công tác chuẩn bị cho đại hội, những việc lớn hơn. Chúng con cảm ơn Chúa về lời hứa lớn lao của Ngài, lớn đến độ chúng con không dám tin. Nhưng cảm ơn Chúa vì Chúa, Ngài đã dẫn bước chúng con từng ngày một. 20 năm sau, chúng con thấy rằng việc gì cũng có thể xảy ra khi cùng một Thánh Linh đã làm Chúa Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng con. Và lời Chúa Giêsu hứa thì không thể sai trật được. Chúng con cảm ơn Ngài. Mắt chúng con sẽ thấy, tai chúng con sẽ nghe, chúng con sẽ được cơ hội để đứng giữa những công việc lớn hơn mà Chúa Ngài làm xuyên qua chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con chúc tụng Ngài. Ban phước trên đội múa, ban phước trên ban ghi danh đã bắt đầu làm việc. Và Chúa xin ban phước trên những bộ phận khác. Ban phước trên các đầy tớ của Chúa tại Việt Nam đang xin visa để có thể đến được Mỹ. Xin Chúa Ngài cho những người còn lại sẽ được cấp visa để có thể đến và sinh hoạt với chúng con ở trong kỳ đại hội này. Xin Chúa Ngài cũng ban ơn cho các diễn giả Chúa tuyển chọn để có thể về đây với chúng con. Và chúng con sẽ được nghe, được tiếp nhận những sứ điệp lớn lao mà Chúa Ngài giao cho các đầy tớ của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa, tạ Ngài, và chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ban phước cho anh chị em ở trong ơn của Chúa, ở trong quyền năng của Ngài. Xin sử dụng tài liệu để chúng ta trở về và cầu nguyện cho các anh chị em chúng ta, cho hội thánh của Chúa, cũng như trong ơn của Ngài trong các sinh hoạt của chúng ta, các ban ở trong hội thánh, để chúng ta tấn tới ở trong ơn và quyền năng của Chúa, trong phước hạnh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin kính chào các thầy tớ con gái của Chúa ở khắp nơi cũng vào để cầu nguyện với chúng tôi trong buổi tối hôm nay. Chúa đãi công anh em một cách đặc biệt ở trong ơn của Ngài. Hẹn gặp lại trong các buổi nhóm cầu nguyện khác của chúng ta trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.